Rồi, rồi chào chị nha. Đúng rồi, 5 phút 5 Rồi, giây. chào chị. Rồi, chào em. Hôm nay chị Kim Song Loan đẹp quá trời luôn. Hôm nay chị quay ở đâu hả chị? Phim Cảm ơn trường ở đâu? em. Ủa, hôm nay quay đâu vậy Ở Bình ekip? Dương. Ở Bình Ở Dương. Bình Dương. À, Bình Dương ha. Rồi, chị quay Phim trường Bình Dương. phim trường Bình À, phim Dương. trường Bình Dương. Rồi, hôm nay chị quay mấy bài lần chị? À, bữa nay quay một ngày nay quay 8 bài á. Ekip sợ quá à. Sáng giờ ekip đứa nào nó cũng khóc hết trơn. Giờ không biết sao đây nữa. Rồi sao À, quay giờ này cầu nguyện Chúa cho thời tiết tốt để mà quay đủ 8 bài. rồi chị quay chung với anh Đặng là bao nhiêu Quay chung với bài? bộ chung ngắn là 3 bài xuân để phát Tết. À, ba bài xuân Mua cho Tết hen. ekip một hộp thuốc Aphelinia 500 g. Sao cưng còn hỏi gì nữa không cưng? Chị ăn sáng chưa? Chưa, chưa. Chưa ăn Chưa đi sáng. đâu. Chưa ăn. Rồi quay. Rồi ekip đang chờ chờ chuẩn bị đón anh Đẳng ra luôn nha cả nhà. Trời ơi. Nó tươi trẻ liền, sung liền. Nãy giờ chị Loan quay mấy bài mới có mấy đoạn rồi đó. Nãy giờ là gì? Sáng giờ thì trung cảnh cũng nếu mới gấp xong rồi các bạn ơi, giờ chuẩn bị ra ngoài để quay cái bài hát Hương Xuân, bài đầu tiên. Tại nãy thấy chị Loan mặc cái bộ áo dài đó, màu đỏ rất là lung đẹp, linh luôn, cho nên là trung cảnh cũng tranh thủ mặc bộ đồ đỏ luôn. Bữa nay trung cảnh sẽ quay 3 bài để chào đón xuân 2024 cùng nghệ sĩ Kim Song Loan. Ba bài nói về nội dung là mùa xuân thôi, tình yêu, mùa xuân đôi lứa quê hương. Và ở đây cái phim trường cũng khá là đẹp ha. À, đúng rồi, đẹp lắm. Còn bây giờ thì Trung Đẳng sẽ mời tất cả mọi người cùng theo chân Trung Đẳng ra chỗ quay ha. Anh rồi, đi đâu? Xin mời đi. Đi bỏ rồi quên rồi. Đi cả nhà ơi. Quay được dạ chẳng được kìa. Cái này chắc còn lùng, đây còn lùng hơn chị Loan nhiều lắm. Nhảy lên cũng không. Rồi đi ra nha. Để qua đây chụp hình với mấy người đẹp ở đây nè. Rồi. Chào cả nhà nha. Anh Đặng chuẩn bị ra quay với chị Kim Song Loan. Nhưng mà mấy chị bên đây đang mến mộ anh Đặng nè. Mà Fan cứng của anh Đặng. Quẹt xuống bây giờ iPhone là... Không, iPhone hỏi mật khẩu là chưa biết xài iPhone. Không, được rồi, ok. Rồi đó, thấy không? Quá đẹp, quá đẹp, quá đỉnh. Thằng đứng đây vậy nha, cái chị dưới nó không biết xài iPhone, nó hơi nhục máy luôn á. Chị vô. Rồi đứng đâu? Đi quay chung hay sao á? Rồi quá đẹp luôn, vàng, đỏ, xanh, trắng luôn ha. Đủ bộ luôn. Đủ màu luôn. Rồi, ôi có một chàng trai mà nhiều cô gái quá. Không một. Mình ganh tị luôn. Rồi, thank you các bạn. Tới xăng kìa. Có gì mấy người thiệt. Rồi, diễn nè. 2, 3, diễn. Diễn gì? Cái gì? Rồi, ok. Ba cành đi, ba cành. Đây. Ngồi ra nhớ sao chọc cười gì nè, lên lên và hát nó mới đẹp. Cứ quạt ra. Dạ, chưa. Công chúa Thái Bình xin kính chào gì? Chỗ mi đương tỷ tỷ. Thái Bình đi phẫu thuật Hà Nội vậy. Dạ, em đã qua Thái Lan phẫu thuật lâu lắm rồi. Dạ, đau quá. Nhưng mà vẫn còn lại một cái. Tôi nhớ Thái Bình công chúa đẹp lắm mà sao dạ, Thái Bình phải. Của tôi hôm nay phẫu giữa chừng ông bác sĩ chết. Chú Dương của em đâu rồi? Chú Dương đó đang đứng quay quay cái này chứ đâu phải kỹ chú Dương thiệt á. Thưa các bạn, thì tiếp theo thì Trung Cảnh sẽ quay một bài hát thứ hai. Bây giờ mời cả nhà cùng ra cái cảnh sau này, sau hè này cũng rất cảnh rất là đẹp nha. Bài hát thứ hai cũng nói về xuân luôn mà Trung Đẳng sẽ quay một mình trước. Mời cả nhà theo dõi bên đây nè.
Rồi anh đi đâu? Đi chưa nào? Chị Long chưa ra hả? Dạ thôi anh vô đây quay cảnh cho. Đây quay cảnh trước nha. Chị Long ra. Chút nữa các bạn rảnh rỗi các bạn chụp hình nha, để cảnh ở đây cũng rất là đẹp nha. Mà đặc biệt cái ưu điểm ở đây là toàn là mai thiệt chứ đào thiệt không à, chứ không có giả. Cảnh đẹp. Có bằng giải thiệt không chứ giả giả đâu. Rồi thank you, chút xíu nữa là nhiều cảnh đẹp lắm. Tắt 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 nhạc nhạc. Không có ý. Ok. Ok trắng mà dễ ra màu hay ta. Rồi ngồi đó luôn nha. Ủa ngồi luôn hả? Ngồi hát luôn hả? Cho miếng mọi cho miếng. Câu 2 tiếp theo, tiếp theo câu 2 phải không? Miếng thân giấy hả? Ừ, xin chiều. Có câu một mà. Ok. À, các bạn đang xem Bùi Trung Đẳng và Kim Song Loan sẽ quay tiếp theo câu 2 của bài thứ 2. Bài này có tựa đề là Hẹn Một Mùa Xuân. Các bạn đón xem ngay ngày 27 28 Tết nha cả nhà, kênh YouTube của Kim Song Loan nha. Rồi chị Phi. Bài này là bài thứ 3 nữa rồi. Bài này mới chắc 2 giờ 2 giờ mấy xong nha. Thứ 3 cho nên cái mặt nó dầu quá. Chỉnh chu lại được. Bây trời đang nắng. Nó lấy dầu nó thì là mình đánh ra đánh về. Dạ. Đúng không? Đó. Không dầu nha. Đúng rồi, nguyên dầu nè. Cũng là bánh cũ của cái mới. Chuẩn bị quay bài hát thứ 3 cả nhà ơi. Có lẽ bữa nay 3 bài rồi sớm là Trung Đẳng về trước. Còn Kim Song Loan ở lại có lẽ quay 1 bài nữa thôi ta. 2 bài. 2 bài nữa hả? Đơn ca. Đơn ca. Cũng hoành tráng lắm á, đầu tư trang rồi đó. Bữa nay là đầu tư cho bà những bài xuân để ra mắt các khán giả. Cho nên là những bộ đồ hôm nay là toàn là bộ đồ mới hết. Mới mai mới lấy về hết. Để dành tặng cho mùa xuân 2024 tặng cho khán giả gần xa. Đặc biệt là chương trình bữa nay là chương trình xuân nha, ca cổ xuân. Mà hát xuân thì dễ mặc đồ ha. Dạ. Có đồ vậy đẹp. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng ra xem phim trường tiếp theo là bài hát thứ 3. Cảm ơn cả nhà. Ok. Ok, cậu đây cũng dễ thương lắm cả nhà. Qua cảnh quay bên kia nè. Cẩn thận dừng chân nha. Bắt đơn trước luôn đi anh hả? Anh bắt chị Long. Anh là bộ trung đẳng siêu ưu tiên. Bộ trung đẳng đấu người hầu. Rồi và xin mời hoa hậu chào khán giả đi. Chào khán giả cuối cùng và khán giả mùa đầu tiên kìa. Trời ơi, sao vậy lắm? Tôi dính cái chân dính cái đàn nóng đó. Cho nó dính dính cái mũi đi. Cái áo cái đàn nóng đó. À, tiếp theo là nửa bài cuối nữa là sẽ xong ba bài xuân Tân Cổ Xuân ngày nay. À, trời cũng bắt đầu ngã bóng, chiều bóng mát xuống thì cảnh rất là đẹp cả nhà ơi. Anh em ekip về phim thì cũng dần dần khỏe rồi, không còn nắng nữa. Đúng rồi. Anh em giờ ngáp ngáp hết rồi. Này bỏ vô là tiêu nha. Phân hay vậy đó. Phân. Phân để mà tưới cây. Giải tưới cây đúng không? Dạ đúng rồi. Hello cả nhà.
dáng như nhà chào đón ba MV nhạc xuân mới của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng với lại Kim Song Lon nha cả nhà. Cảm ơn đạo diễn trẻ Khang Quỳnh nha. Quá trời hấp dẫn luôn. Cùng ekip quay phim. Chúc các anh bữa nay thật là thành công rực rỡ nha. Chiều nay nhậu người 7 lon thôi. 6 được không? Được. 6 lon nữa hết thùng nha. Lê Minh Tươi thì lái xe xong rồi quất luôn. Dán đây dán bài đúng không? Bài. Anh em ekip đang chụp hình. À, Trung Đẳng bắt đầu cũng ké chụp vài voi chứ để không có mặt trong đây cũng kỳ lắm. Nhưng mà thôi, đây là giới thiệu các bạn, đây là cây đào nha, cây đào. Những bông đó là thật, được làm bằng chất thật, nhưng mà cây giả nha. Rất là đẹp dễ thương. Cảm ơn đạo diễn trẻ Lê Minh Tươi nha. Rồi cảm ơn dàn ekip. Cảm ơn Khôi Nguyễn nha, anh trai đẹp trai nhất ở đây. Rồi, cảm ơn ekip Khang Quỳnh luôn, anh em chịu cực khổ sáng giờ. Rồi hẹn gặp lại cả nhà nha. Rồi tôi về trước nha. Rồi bye bye, tạm biệt.